Ok hello, mình xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ review về các cây Apocalypse Prime nha anh em. Thì các cây này thì nó cũng khá là đẹp luôn anh em ạ. Thì mình thì đọc tiếng Anh không giỏi nên là mình đọc theo Google dịch nó chỉ nha anh em. Đấy anh em đừng có cười nha. Cây này thì đam khá là ok, 142 nha anh em, tầm gần thì 162. Cái này mà anh em dắt vào phòng á thì anh em nào cũng tưởng đâu là anh em hách mo anh em ạ. Khá là đẹp luôn. Và cái này là mình thấy bán chiến binh á cũng khá là mạnh anh em ạ. Quay mãi mới được em này nè. Thì mình cũng cái con ạc này thì mình cũng mượn từ bạn Cùi Bát anh em ạ. Bạn đó cũng quay mãi mới được cái cây này nên là thành ra mình mượn luôn. Ở đây nhữ anh em ạ, chứ phòng có một con hát anh em ạ. Nó chém ghê quá, này là nít luôn. Nó tính nhỉ mình đây em ạ. Nhưng mà không sao, mình căng được mà. Giờ thì còn một với một cho tới đôi luôn nha anh em. Vậy thế thì zombie chúa này nó chém rắc kia anh em ơi. Thôi chạy thôi, chưa gì mà nó chém mình còn có 652 à. Lên đa thì nó không có dám lên anh em ạ. Không dám lên. Mình còn có 652 máu mà nó không dám lên anh em ạ. Hai con luôn. Đứng nhìn mình thôi. Dụ nó lên đang mà nó không chịu lên. Thế nào sợ à? Rồi, tiếp tục thôi anh em ơi. Phòng này anh em bung cũng nhiều anh em ạ. Có một bạn bung rồi anh em cả. Con kia nó nhử mình anh em ạ. Nhưng mà mình chạy xuống thì nó chạy mất tiêu à. Có giáp luôn rồi anh em ơi. Có giáp thì bung lụa rồi. Đứng ở trên này canh luôn. Cái này thì nó có một cái chức năng đặc biệt bắn ra được một chùm mai nha anh em. Tạm gọi nó là dạy đi, phóng như tên lửa vậy đó anh em ạ. Nhưng mà không biết nó có sát thương zombie không thì mình không có biết nha. Mình chỉ biết là bắn nó đẹp thôi nên là có là mình bắn cho vui à. Lạ giáp anh em ơi. Có đạn luôn rồi. Con này định múc mình anh em ạ. Hết máu luôn rồi, cận chiến nó luôn. Hên quá lượng được rồi anh em ơi. Giờ thì chạy nhảy thôi. Rồi hero luôn rồi anh em ơi. Có một con bông ở bên kia đó, nhìn qua anh em kìa. Này thì lên đai nè. Rồi hát nó lại vào rồi anh em kìa. Cái thanh niên kia chửi kìa. Game dạo này game không biết sao nó giật ghê quá anh em ơi. Nãy chém mà nó giật mà lót má luôn á. Anh không biết anh em chơi nó có bị giật không chứ mình chơi nó thấy nó rất là giật nha. Gì thế này chém mãi mà không được anh em ơi. Rồi hết thời gian luôn.
Mình qua phòng khác rồi nha anh em. Dùm chú lên đài nè, hết máu luôn rồi anh em kìa. Mà không dám xuống cận chiến anh em ạ. Mấy thanh niên zombie dạo này chơi hay lắm anh em ạ. Súng là ăn cào ngay. À mình biết cách lấy hiệu ứng zombie luôn á anh em. Giờ mình thử lấy hiệu ứng zombie thì nó cũng khá là hay. Giờ không biết các anh em nào biết lấy chưa. Giờ anh em chỉ cần nhắn thường rồi anh em nhắn xem vũ khí như bình thường thôi là anh em sẽ lấy được hiệu ứng zombie nha. Lấy hiệu ứng zombie thì nó cũng khá là vui anh em ạ. Rồi tiêu luôn rồi. Vẫn chơi chút xíu mà nó chém mình ra tả tơi tơi tả luôn anh em ạ. Úi giời ơi, bắn không trúng một viên nào luôn. Phòng này lại có hát rồi anh em ơi, thanh niên kia bảo hát nữa kìa. Lần nào cũng đi theo. Cái này thì thay đạn cũng khá là nhanh nha anh em, bắn nó cũng khá là ổn anh em ạ. Nè anh em bán chiến binh hay là bán đấu đội thì cũng khá là ok nha. Có một con nó lên thôi mình chạy qua thùng hàng luôn nha anh em. Còn một mình đứng bơ vơ là coi như là dễ ngẫm lắm. Mà đạn thì cũng còn có hai băng à. Ăn nguyên trái táo luôn. Rồi có giáp rồi, hên quá anh em ơi. Có giáp thì cơ hội thành hero nó cao nha anh em. Còn một thùng hồn tiếp tế ở bên kia anh em kìa. Chạy qua lượm luôn nha. Nhận được lựu đạn. Đó mà nhận được đạn thì ngon rồi. Rồi ăn được trái táo luôn. Gần hết thời gian rồi anh em ơi. Mà sẵn có giáp nè. Để mình canh me. Phút cuối mình xuống mình cận chiến luôn nha. Coi thử cận có được em nào không. Đấy, rồi mắc cái giáp rồi anh em ơi. Để canh sau mấy thanh niên bán gần hết máu rồi mình xuống mình cận chiến nha. Quả chúa nè. Không được à, rồi ăn được nó rồi nhưng mà nó cũng ăn luôn mình anh em ơi. Quê. Chài cối mà không được anh em ạ. Con này thì bán tầm xa cũng khá là ok nha anh em. Vậy mà thanh niên cách mình luôn anh em ạ. Một pha chạy cối đi vào lòng đất. Kích luôn.
chào tạm biệt tất cả anh em nha.